Rồi ok, Sophie Tuấn xin chào toàn thể anh em đam mê PCB nhá. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, để kiếm được nhiều tiền để có động lực để theo đuổi cái niềm đam mê săn bắn, đam mê chơi súng thể thao của mình nhá, anh em nhá. Thì hôm nay quay trở lại với tất cả anh em, em lại giới thiệu và review cho tất cả anh em một cái mẫu Kodo thẳng dài anh em nhá. Đấy, cấu hình tầm trung. Thì cây này đã có chủ nhân rồi, cây này là của anh Long. Đấy, cây này là của anh Long ở trên thuộc địa bàn Lạng Sơn nhá. Thì anh Long ở trên Lạng Sơn có đặt của bên em là một cây Kodo thẳng dài, cấu hình tầm trung. Thì anh có xem được video thì vào nhận cái cây củi của mình anh nhá. Thì trước khi vào phần chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay, em lại xin được nói sơ qua về cái cách thức mua bán cũng như là cái cách thức giao dịch để anh em có nhu cầu đặt hàng có thể nắm được và hiểu rõ hơn về cách thức mua bán và giao dịch anh em nhé. Thì bên em là có số điện thoại, em sẽ để ở trên góc màn hình anh em nhé, góc trên góc dưới đều có anh em nhé. Đấy, anh em chỉ cần vào xem video là sẽ thấy số điện thoại của bên shop. Số điện thoại của em là có cả Zalo anh em nhé. Anh em có thể là kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh báo giá chi tiết cho anh em cái sản phẩm mà anh em yêu cầu. Hoặc là anh em dành ra một phút điện thoại cho em, em sẽ tư vấn cho anh em là nên dùng cái cấu hình nó như thế nào để nó phù hợp và với cái túi tiền cũng như cái tài chính của anh em. Bên em có hai phương thức giao dịch anh em nhé, luôn luôn là như vậy. Một là ship COD qua đường bưu điện. Ship COD qua đường bưu điện thì một cây như này em chia ra làm hai gói hàng để gửi đi cho các bác nhé. Các bác nhận gói hàng nào thì thanh toán gói hàng đó anh em nhé. Đấy. Phương thức thứ hai là ship xe. Đấy, hỗ trợ anh em nào là mới chơi, mới đam mê. Đấy, mà chưa biết giáp, chưa biết căn chỉnh thì em sẽ hỗ trợ anh em là giáp hoàn thiện như thế này, căn chỉnh test ok ở cái khoảng cách mà anh em yêu cầu và căn chỉnh dê dô ở mọi khoảng cách về anh em chỉ việc chơi thôi. Đấy, nhận hàng thanh toán nhà xe, nhận hàng một lần anh em nhé. Đấy thì mua là có cọc anh em nhé. Anh em mua một cây như này thì cọc cho em là 200.000 anh em nhé. Đấy, tiền trách nhiệm để khi anh em mình có sự ràng buộc để mua bán với nhau anh em nhé. Còn khi anh em nhận hàng là sẽ được trừ cái tiền cọc của anh em đi, chứ tiền của anh em thì vẫn là tiền của anh em thôi, không mất đi đâu nghìn nào cả anh em nhé. Thì anh em xem video thì đừng quên là đăng ký kênh và like video và ấn vào chuông thông báo để cập nhật những cái video mới nhất của bên shop đăng tải về những cái mẫu mã, những cái sản phẩm hàng mới, hàng hot anh em nhé, để anh em có thể là lựa chọn cho mình một cái cây củi, một cái cấu hình phù hợp với mình anh em nhé. Rồi, sẽ không để mất thời gian của anh em nữa, vào phần chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay luôn. Để giới thiệu tất cả anh em, đây là cây Kodo thẳng dài, cấu hình tầm trung anh em nhé. Cây này em bao cho anh em là 70m là nắp C2, 8-90m là non bia anh em nhé. 100m thì anh em hạ cò, hạ nhiều cái khác nữa anh em nhé. Anh em nào chơi kinh nghiệm rồi thì có thể là bem được xa hơn. Còn anh em nào mới chơi thì bem ở khoảng cách 6-70m cho em là cái độ chuẩn xác của nó cao nhất. Em sẽ giới thiệu chi tiết về cấu hình của cái cây này anh em nhé. Đấy, anh em xem video thì cố gắng lán lại xem hết video. Em sẽ giới thiệu chi tiết về cấu hình để anh em có thể nắm được anh em nhé. Thì cái đi theo cái cấu hình này em đang sử dụng cho nó là con kính Discovery anh em nhé. Kính Discovery. Đấy, VTR 3-12x42 NFIZ. Hàng này có bánh xe anh em nhé. Có đèn hồng tâm hỗ trợ anh em bắn cả ban đêm. Bình là bình nhôm 0.45 anh em nhé. Được sơn phủ alloy cả trong lẫn ngoài. Áp an toàn anh em bơm cho em là 300 cân quay về anh em nhé. Van là van cricket đen anh em nhé, cricket đen bản dài hộp mở, 3 lỗ xả thẳng anh em nhé. Đồng hồ bạc anh em nhé. Đấy, ốc chỉnh áp bằng inox hàng công ty, của công ty Huben anh em nhé. Giảm âm là giảm âm bút leo 3 khúc 6 vách tiến lùi anh em nhé. Giảm âm bút leo 3 khúc 6 vách tiến lùi, hàng này thì bao êm cho anh em rồi, chứ không phải nói nhiều về dòng bút leo nữa anh em nhé. Tay cầm là tay cầm nhựa 2 mảnh em nhé, cò là cò 3 mảnh, ruột bọc đồng, tay kéo bằng đồng luôn. Đấy. Khung là khung XS884 anh em nhé, khung XS884 khung thẳng dài. Đấy, có tem 7 màu, hàng nhập anh em nhé, hàng nhập công ty. Đấy, khung này được cắt CNC đâm ra là không có một tí ba viên nào luôn, không một tí góc cạnh nào cả. Anh em về giáp cái là bám quả bóng búa luôn anh em nhé. Giáp cái là bám quả bóng búa luôn, không có lỗi lầm gì cả đâu anh em nhé. Đấy, con này em đang sử dụng cho nó cái lòng anh em nhé. Lòng là lòng TK Hồng Kông anh em nhé. Lòng TK Hồng Kông đã lòng 20 inch. Lòng 12 Khương Tuyến anh em nhé. Cây này bao cho anh em là 70m là nắp C2, 8-90m là non bia. Đấy, 100m thì có thể anh em hạ cò anh em nhé. Anh em chơi kinh nghiệm rồi thì có thể bem được xa hơn. Đấy, ok không anh em? Đấy, cây này em đã ráp và căn chỉnh đầy đủ hết tất cả rồi anh em nhé. Đấy, thì chuẩn bị đóng hàng đi. Thì tranh thủ em làm cái video ngắn để gửi tất cả anh em. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy. Đấy chưa? Căng đen đẹp, rất chi là mượt mà đúng không anh em? Đấy. Áp trong bình em đã chỉnh áp rồi và em đã bơm đầy bình rồi anh em nhé, để em đi test rồi. Đấy, anh Long mà có nhận hàng thì về có muốn bơm thêm thì chơi thêm thôi anh em nhé. Khi anh em mua một cây như này thì em sẽ tặng kèm cho anh em là một hộp đạn anh em nhé, một hộp đạn về để anh em test và để anh em bắn
Đấy, tùy anh em, còn anh em có nhu cầu mua thêm thì là đặt thêm anh em nhé. Đấy, còn anh em không có nhu cầu mua thêm thì anh em sẽ được tặng một hộp về để anh em test, để về anh em bên. Đấy, ok chưa anh em? Đấy, bên em là hỗ trợ giáp. Bên em là hỗ trợ giáp test căn chỉnh đầy đủ rồi gửi xe cho anh em. Còn COD thì em không hỗ trợ giáp được anh em nhé. Đấy, hộp COD em sẽ gửi phụ kiện về cho anh em. Anh em là về tự lắp giáp em sẽ hỗ trợ anh em sau anh em nhé. Đấy, rồi. Một video ngắn em xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống để theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Và đặc biệt là thường xuyên ghé qua shop em để ủng hộ em, để em có động lực phát triển lớn mạnh shop và luôn luôn là mang lại những sản phẩm thật sự là chất lượng đến tận tay anh em chơi. Chào anh em, hẹn gặp anh em những video clip tiếp theo.